Hôm nay ngày nghỉ, tôi có một cái sự nhàn rỗi. Tôi kể cho các bạn và tôi phân tích cho các bạn hiểu được rằng như thế nào là phản động. Cái từ phản động, ngày xưa chúng tôi còn bé thì chúng tôi nhìn nhận được những con người nào mà chống lại nhân dân. Chống lại nhân dân, chống lại lợi ích của nhân dân là những người đó là phản động. Mà cái những người phản động ngày xưa ấy, là những người nào mà chống lại nhân dân thì chúng tôi thậm chí là tổ chức một đội biệt kích đến tận nhà, và đọc bản tuyên ngôn xử án tù, và sau khi đọc xong là bẻ quạt tay đằng sau dẫn ra ngoài dìm bắn chết luôn. Đấy là những người phản động ngày xưa. Nhưng đến ngày nay có rất nhiều cái thành phần hở ra một câu nói cửa miệng là lũ phản động. Thì tôi ngày hôm nay tôi phân tích như thế này là lũ phản động này. Bọn phản động bây giờ nó đi ngược lại đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra. Chính những cái chính sách đấy đã được nhân dân chúng ta đồng tình ủng hộ bằng những cái bộ luật. Ví dụ như luật đất đai, luật xây dựng, luật nhà ở và nhiều cái bộ luật khác. Nhưng bọn chúng nó mượn danh nghĩa cái luật đó, đã nói là luật rồi, nhưng nó không thực hiện theo luật. Nó lợi dụng chức vụ quyền hành của chúng nó làm việc trái luật. Đấy bọn chúng nó, đấy mới là bọn phản động. Dân chúng ta thì chỉ biết thực hiện theo luật, nhưng bọn chúng nó thì nó đưa cái nghị định này, nó đưa thông tư khác ra, và nó làm những cái hành vi nó làm gọi là làm trái luật. Thì chính bọn đấy là bọn phản động, không ai khác cả. Mà bọn đấy là bọn phản động thì nó luồn lách. Dân thì không thể nói là những cái bọn làm sai luật được. Chỉ có bọn cán bộ có chức có quyền nó làm sai luật. Tôi khẳng định rằng là chính bọn cán bộ có chức có quyền là bọn phản động. Đấy. Vì bọn nó đi ngược lại với đường lối chính sách của nhà nước. Nó thực hiện sai những hành vi đó. Thì tôi khẳng định chính bọn đó là bọn phản động. Đấy. Không ai khác cả. Còn những người nào mà không có chức vụ, không có quyền hành, nhưng đi làm ngược lại những cái đường lối chính sách, thì tôi cho lại cho rằng những người đó là kém hiểu biết. Kém hiểu biết nên cho đi học tập. Nhưng cái bọn mà đã làm cán bộ rồi, mà đã hiểu được luật rồi, mà là làm sai, thì đấy bọn đấy là cái hành vi của chúng nó. Nó lái những cái sự việc sai. Bọn đấy là bọn phản động. Bọn phản động, phản dân. Đấy. Mà đã phản động, phản dân thì các vị đã biết rồi. Đáng án tử hình lắm. Mà nếu nó đang là đương chức thì đáng phải lật đổ lắm. Đáng dân chúng ta có quyền đuổi nó ra ngoài. Không cho nó làm vị trí đấy. Nếu làm chủ tịch xã thì đuổi khỏi chủ tịch xã. Nếu làm chủ tịch huyện thì đuổi khỏi chủ tịch huyện. Mà kể cả chủ tịch nước làm sai thì cũng phải đuổi cả chủ tịch nước. Còn những người nào mà những người câm mồm biết mà im thì chính những người đó cũng là phản động. Còn dân chúng ta bây giờ mạng internet có, không ai cấm chúng ta nói được nha. Chúng ta cứ nói, thằng nào sai cứ nói chỉ sai, còn thằng nào không bắt chính thằng đấy cũng lại là phản động. Ví dụ như ta tố giác một người A, nó là phản động, nhưng cán bộ huyện, cán bộ thành phố, cán bộ trung ương mà biết rõ ràng người dân tố giác mà không bắt thì chính những cán bộ đó là phản động. Tôi hôm nay tôi khẳng định đâu là phản động. Tôi đâu là phản động. Chứ còn không có nghĩa rằng là dân phản động cả. Dân người ta không hiểu biết pháp luật thì có thể còn cho qua được để đi về học tập. Đấy, bây giờ học tập có thể là đi tù để học tập đấy. Đấy. Thế nhưng cán bộ mà biết sai mà vẫn cứ làm thì chắc chắn những cán bộ đó là phản động. Tôi khẳng định bọn ấy là phản động. Không ai khác cả. Không có Việt Tân nào cả. Đấy. Mà bây giờ nhất là những cán bộ nào thành hoặc những người nào mà đã có cống hiến với cách mạng mà bọn trẻ nó lên nó làm cán bộ lãnh đạo mà nó lại làm, nó ức hiếp lại những cái con người đó thì chính con người đó là phản động. Tôi hôm nay nhấn mạnh lại như thế nào phản động để cho các bạn biết.